Vâng, xin chào tất cả các bác nhé Hôm nay em lại xin phép được giới thiệu đến các bác Một cái vị thuốc nữa hết sức là nổi tiếng trong cái Giai đoạn Covid ở gần đây đấy. Thì như các bác đã biết rồi đấy Từ 2019 thì xuất hiện cái Căn bệnh Rất là quái ác Đó là Covid-19 Là SARS-CoV-2 đấy. đấy Thì nó có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc Và cái bệnh này thì đang gây ra Những cái thiệt hại rất là lớn cho cái nền kinh tế Cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe Và tính mạng của bà con nhân dân nói chung trong cả nước và trên thế giới nữa và có thể nói rằng covid 19 là một căn bệnh mà rất là khó điều trị mặc dù những cái người mà khỏe và được tiêm phòng vaccine rồi thì khi mà nhiễm cái bệnh covid 19 này vào nhiễm virus sars cov 2 vào thì cái khả năng mà diễn biến bệnh nó trở nên trầm trọng thì nó rất, là rất thấp thường là Họ tiêm từ 2 đến 3 mũi vaccine rồi thì cái con virus vào cơ thể chúng ta thì nó không thể đánh gục được cơ thể chúng ta được. Tuy nhiên một số người mà có cái bệnh lý về bệnh nền đấy, chẳng hạn hen suyễn này, hen suyễn đấy, rồi là huyết áp cao, rồi là các cái bệnh lý về tim mạch. Nói chung thì là khi mà bị COVID-19 thì diễn biến bệnh rất là nặng. Chính vì vậy mà các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra nhiều cái loại vaccine, rồi là các cái loại thuốc để điều trị COVID-19. À, tuy vậy thì cái Covid-19 nó rất khó điều trị ở cái chỗ là cái con virus thì nó không thể bị tiêu diệt bởi bằng kháng sinh các bác ạ. Đấy, nó rất dễ chết bởi những cái điều kiện về nhiệt độ này hay là ánh sáng này. Nhưng mà bác sĩ, nhưng mà kháng sinh thì lại không có tác dụng đối với con virus đâu kháng sinh ấy. Đấy, người ta sử dụng kháng sinh để điều trị Covid-19 là điều trị các cái uh, nhiễm trùng kế phát do cái Covid-19 nó gây ra thôi. Ví dụ như là nó khi mà nó sốt cao rồi nó gây viêm nhiễm cái đường uh, hô hấp, đường họng, viêm họng rồi là viêm phổi, viêm phế quản thì người ta mới dùng đến kháng sinh người ta điều trị, đấy là điều trị cái con vi khuẩn nó nhân cái cơ hội con virus gây ra bệnh rồi nó vào nó khu trú ở trong cái cái niêm mạc của đường hô hấp nó gây uh, uh, tổn thương cho cái đường hô hấp gây tổn thương cho phổi và phế quản thì người ta mới dùng kháng sinh thôi chứ còn kháng sinh nó không có tác dụng đâu nó thật sự với các bác là như vậy đối với virus ấy. đấy. Thế thì để giải quyết những cái vấn đề khó khăn trên ấy thì gần đây thì Trung Quốc này rồi Thái Lan người ta sử dụng rất nhiều cái cây có tên gọi là xuyên tâm liên. Mà như các bác xem ở trên hình đây. Đây là cây xuyên tâm liên nha các bác nha. Nó rất là nổi tiếng để mà dùng để mà điều trị Covid-19. Thì tại sao lại dùng cái cây xuyên tâm liên để, để điều trị Covid-19 là bởi vì là cái cây này ấy. Thực ra với chúng ta thì ngày nay thì mới được nhắc đến nhiều. Chứ còn ngày xưa cái thời bé thì em thấy là người ta hay sử dụng cái xuyên tâm liên này đặc biệt là thời chiến tranh ấy để mà điều trị cho những cái bệnh nhân mà bị các cái viêm nhiễm đường hô hấp như là ho này, rồi là sổ mũi này, rồi là sốt này, rồi là viêm phế quản, viêm phổi, nói chung viêm họng ấy thì người ta hay dùng cái này để mà điều trị, người ta tạo thành cái viên nén gọi là viên nén xuyên tâm liên, điều trị rất là hiệu quả như ngày xưa, ấy, nhưng mà bỗng chốc là vài chục năm gần đây, 10, 20 năm gần đây thì lại không còn thấy người ta sử dụng cái loại xuyên tâm liên làm thuốc điều trị nữa mà lại có những cái loại kháng sinh tổng hợp khác nó cao liều nó cao hơn chẳng hạn như là amoxicillin rồi là cefolacin vân vân để điều trị về đường hô hấp thậm chí còn những loại kháng sinh tổng hợp khác cao cao cấp hơn nữa Erythromycin các thứ vân vân thế nhưng mà cái cây này bỗng chốc gần đây thì lại mới được sử dụng trở lại là bởi vì tại sao bởi vì qua cái quá trình mà người ta điều trị lâm sàng, khám lâm sàng rồi là người ta cho thực nghiệm sử dụng cái xuyên âm liên thì Mặc dù nó giá thành nó rất rẻ, rất dễ tìm kiếm như thế này, nhưng mà lại điều trị cái bệnh COVID-19 lại rất là tốt các bác ạ. Đấy. Và những bệnh nhân nào mà bị bệnh nhẹ thôi, đấy, bệnh nhẹ và bệnh trung bình thì dùng cái cô uh, cái, cái cái xuyên tâm liên này thì nó làm cho cái mức độ mà uh, trầm trọng của bệnh thì giảm hẳn đi. Đấy và làm cho người bệnh này khỏi bệnh nhanh trước so với những người không điều trị xuyên tâm liên là được từ 3 đến 5 ngày. 3 đến 5 ngày các bác nhá. là nó nhanh khỏi bệnh hơn. Vậy thì xuyên tâm liên là gì? Nó là có những cái tên gọi nào? Thì sau đây em sẽ trình bày cho các bác nó đầy đủ hơn. Đấy. Xuyên tâm liên nó còn có tên gọi là cây công cộng. Tại sao lại gọi cây công cộng? Bởi vì nó hay mọc ở những cái bờ ruộng này, rồi đường ven đường đi này, những cái nơi công cộng ấy nên người ta mới gọi là cây công cộng. Đấy. Rồi là nó còn có tên khác là cây lá đắng. Vì sao gọi nó là cây lá đắng? Là bởi vì cái này các bạn mà cho lên miệng mà nhấm nhấm một tí thôi. Cực kỳ đắng luôn các bác ạ. Đắng dã man luôn. Đấy. Nó còn có tên một số tên khác như là khô đảm, khô đảm thảo. Rồi nhất kiến hỉ Còn trong đông y thì người ta hay gọi chung là xuyên tâm liên thôi các bác ạ à. Và nó là các loại cây nhỏ nhé các bác nhá, Thân thảo này. Thân nó thân vuông này các bác xem này đấy, Đặc điểm nhận dạng này. Xuyên tâm liên là cái cây thân thân vuông này. Và nó cao từ 0,4 đến 1 mét để cao đến cổ ngang bụng chúng ta đấy những lúc mà mưa nhiều mà đất nó tốt đấy thân nó vuông mọc thẳng đứng và phân thành nhiều cành phân thành nhiều cành nha các bác nhá lá của nó mọc đối xứng bình thường thì cái mùa mà mùa mưa ấy mùa xuân mùa mưa thì mùa hè thì cái lá của nó có màu xanh nhưng bây giờ đến sang cái mùa đông và đông xuân như thế này trời nó lạnh tiết trời nó rất là khắc nghiệt như thế thì nó thường là nó chuyển sang màu tím như thế này đấy rồi sau đó là nó sẽ dụng lá đi còn lá của nó nó mọc đối xứng này các bác xem này đấy. thân vuông lá mọc đối xứng để người ta nhận dạng nhá mùa kia lá nó màu xanh các bác nhá còn mùa này thì lá nó màu màu chuyển sang màu hơi tím tím như thế này đấy. đấy. hoa của nó thì có màu trắng này các bác xem này hoa có màu trắng hoa màu trắng nhá bé bé xinh xinh màu trắng đấy. còn cái quả của nó thì nó như thế này nó lên cái búp giống như là cái búp của hoa ly ấy đấy. các bác quan sát xem đây là quả của xuyên tâm liên đây. đấy hình ảnh nó không được rõ nét lắm các bác ạ các bác thông cảm đấy. còn cái lá của nó thì lá hình xoan nhưng mà nhọn thuôn dài ở hai đầu đấy các bác nhận dạng thì nhận dạng đơn giản như vậy thôi còn về cái phân bố và cách gieo trồng cái này nó người ta hay trồng nhiều các cái đơn vị mà người ta làm thuốc kháng sinh đấy thì công ty dược người ta trồng cái này rất là nhiều để làm thuốc xuyên liên -li viên nén để điều trị cho bệnh nhân nhưng mà nó mọc trong tự nhiên cũng rất là nhiều cho nên là chúng ta có thể là thu hái ở ngoài tự nhiên ở ven bờ ruộng này ven chân núi này vân vân ven đường đi này có rất nhiều các bác nhá còn cái cái cái, 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 cái cái nguồn gốc của xuyên tâm liên này nó, nó có ở khắp nơi ở Ấn Độ này Malaysia rồi Thái Lan này Đấy, rồi là Campuchia Việt Nam Đấy. À, cái cây này thì là cây ưa sáng cho nên là nó mọc những cái nơi mà có nhiều ánh sáng còn tất nhiên là nếu mà ở trong cái khu vực mà che bóng một chút thì nó cũng cũng vẫn có cái cây xuyên tâm liên này Đấy, nhưng mà nó không nhiều nó ưa sáng mà các bác Và cái nhiệt độ mà phù hợp cho nó sinh trưởng thì tầm 22 đến 26 độ C. Đấy. Cái nơi nhiều mưa thì nó càng tốt. Đấy. Và những năm 80 thì cây này được trồng ở nhiều địa phương miền Bắc để mà làm thuốc Nhưng mà sau dần dần gần đây thì không thấy người ta trồng mấy được mà gần tiếp nữa Từ khi mà có dịch bùng phát thì nó lại lại, lại được trồng rất là nhiều Người ta lại tích cực trồng à, Còn về cái tác dụng của xuyên tâm liên này thì theo một số nghiên cứu thì Người ta thấy là cái chiết xuất của cái lá xuyên tâm liên Cái thân cây xuyên tâm liên này cả rễ nữa thì nó có hoạt tính là kháng khuẩn Giúp ức chế và sống chống lại cái sự phát triển của các vi khuẩn tụ cầu vàng Tức là những cái loại vi khuẩn mà gây bệnh về các đường hô hấp đấy. Đấy, gây nên cái lượng bệnh hô hấp, đường tiêu hóa nữa, Đấy, rồi là nhiễm khuẩn, vết thương hở, chẳng hạn ta đứt tay đứt chân thì lấy cái viên xuyên tâm liên nén này, ta giã ra ta bôi vào, ta đắp vào thì nó cũng điều trị rất là tốt. ngoài ra chính vì thế mà người ta còn dùng để điều trị viêm họng này, viêm phế quản này, viêm phổi cấp mãn tính, Đấy, thời gian lành bệnh thì nó rút ngắn hơn. Đấy. ngoài ra cái này người ta còn dùng làm cái nước uh, vò ra rồi người ta làm cái nước đun lên, làm cái nước tắm để mà trị những cái người mà bị ngứa ngáy ghẻ lở thì hay nổi mà dạng như là ta nổi mẩn đỏ ấy, Thì người ta dùng cái này để mà tắm Thì nó sẽ hết cái mẩn đỏ trên cơ thể của chúng ta Cái xuyên tâm liên này Còn trong cái đợt dịch ở Bắc Giang ấy Thì cái cục quản lý y dược học của truyền Thì người ta cũng đã đưa cái bài thuốc có xuyên tâm liên này Vào để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 à, Tại cái bệnh viện giá chiến số 2 Thì cho kết quả tương đối là tốt các bác ạ Đấy. Cái uh, xuyên tâm liên thì chủ yếu người ta hay điều trị cái Cảm sốt này, cúm, ho, viêm họng này sưng amidan viêm phế quản và phổi nhờ cái đặc tính kháng khuẩn kháng virus phổ rộng ấy, thì xuyên tâm liên có hiệu quả tốt trong cái điều trị các cái bệnh lý nhiễm trùng ở cơ quan khác như là đường tiết niệu viêm âm đạo khí hư viêm nhiễm đường ruột nữa các bác cho nên cái này mà ai mà bị tiêu chảy thì có thể dùng cái này để mà điều trị để tiêu chảy cấp tính ấy, rất là tốt rồi những người mà bị tăng huyết áp thì cái này giúp hạ huyết áp vì nó tính hàn mà các bác những người bị sốt cao cũng dùng cái này điều trị được thủy đậu cũng dùng cái này sốt rét nữa cũng dùng xuyên tâm liên các bác nhá. Thì như vậy là đây một cái cây, cây thuốc mà đa công dụng, đấy, mà một thời kỳ đã bị lãng quên và bây giờ đang dần dần được khôi phục lại. Đấy, thì các bác thấy là nó rất là dễ kiếm tìm thôi. Đấy. Và đấy là vừa rồi em vừa giới thiệu về cây xuyên tâm liên trong tự nhiên. Còn hôm nay là em cũng phải đi thu một chút bởi vì tình hình dịch rất là căng này các bác ở trên miền núi ở trên Mai Châu Hòa Bình nên một ngày hàng mấy chục ca các bác, đấy, rất là nhiều những cái ca nhiễm virus. Sát Covid-2 rồi đấy hòa bình thì mấy ngày gần đây là cái xếp hạng là top 5, top 6 trong cả nước cứ tầm khoảng độ gần hai ca một ngày mà dân số hòa bình rất là thưa thôi nhưng mà không hiểu sao đợt này à, chắc là do cái đợt tết ấy, thì mọi người chủ quan nên là lây rất là nhanh và rất là nhiều xung quanh nhà em thì cũng có hai đứa cháu nó bị rồi nên là em phải uh, lấy cái này về để mà sử dụng cho gia đình rồi là để phòng đấy, cho các cháu nó dùng các bác ạ Chứ còn không nên để cho bệnh nó diễn biến nặng Diễn biến nặng thì sau này nó sẽ gây ra những cái hậu chứng hiệu, triệu chứng đó là hậu Covid Hậu Covid thì sau này chúng ta sẽ bị sơ gan này, sơ phổi này Đấy, Bởi vì nó tấn công phổi mà Đấy, Làm sơ gan, sơ phổi rồi là nó làm cho chúng ta mệt mỏi Do cái con Covid-19 ấy Khi mà nó tấn công vào cái, cái 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 cái, cái cơ thể chúng ta Vào phổi, vào gan, vào thận thì nó làm suy thận Đấy, rồi là nó làm hình thành nên cái các cái cục máu đông người ta gọi là cái hiện tượng tập kết tiểu cầu đấy, làm chúng ta hay bị thiếu máu lên não rồi từ đó mà dẫn đến là hay bị đột quỵ đặc biệt là những người có tuổi các bác nó hình thành những cục máu đông như vậy là rất dễ bị đột quỵ Đấy, chứ không đơn giản đâu nha các bác nha Đấy. nhiều người cứ thấy bị triệu chứng nhẹ thì không điều trị rồi sau đấy thì hoặc là điều trị rồi nhưng mà sau đấy không đi khám lại ấy. Đấy, như các bác hay xem truyền hình các bác biết rồi thì bây giờ nó sẽ rất dễ là bị những cái hiện tượng đó là uh, uh, hậu covid 19 chín hậu covid 19 chín thì nó sẽ dẫn đến là chúng ta cảm thấy là làm việc mà nặng ấy, thì cảm thấy là nó hụt hơi Đấy, nó rất đuối sức rất là nhanh Đấy, chỉ cần chạy bộ hoặc đi nhanh một chút thôi là thấy hụt hơi rồi sở dĩ vì như vậy là vì cái phổi của chúng ta nó bị tổn thương các bác ạ cái phổi của chúng ta là nó bị cái con covid 19 chín nó nó, nó nó phá hủy Đấy nó bị cái tình trạng người ta gọi là nhục hóa nhục hóa tức là nó, nó nhũn là sau đó nó cứng lại bình thường chúng ta mà hít vào thì phổi của nó phải căng phồng lên các cái phế nang nó phải căng phồng lên để chứa oxy đấy, nhưng mà bây giờ nó hít vào mà nó lại không căng lên được do nó khô cứng rồi nó bị bị gọi là sơ đấy sơ hóa đấy các bác đấy. thì nó cứng lại thì dẫn đến là ta không cung cấp đủ oxy đủ oxy cho cơ thể cho nên ta làm việc nặng là bị hụt hơi đấy, cảm thấy rất khó thở đấy đuối dần đấy và người rất là mệt mỏi do cơ thể không được đáp ứng đầy đủ oxy, oxy mà các bác đặc biệt là thiếu máu lên não do có các cái cục máu đông. Đấy, cho nên là em khuyên các bác là nếu mà bị covid 19 rồi thì có thể là uh, nên dùng thuốc nam, đấy, thuốc nam hoặc là có thuốc bây giờ cũng có thuốc điều trị đấy nhiều thuốc nhưng mà sợ là người ta không cung cấp đầy đủ đến cho bà con thì dẫn đến là chúng ta không có thuốc để mà điều trị. Ví dụ như bây giờ là trên miền núi là nhiều gia đình là bị covid 19 là đều phải cách ly tại nhà cách ly tại nhà thì như vậy thì không phải là cơ quan y tế lúc nào người ta cũng đến từng nhà để mà khám chữa cho chúng ta được vì bệnh viện bây giờ quá tải rồi mà các bác quá tải rồi Đấy. cho nên là cái việc mà chúng ta tự chủ động để mà tìm kiếm được những cái loại cây thuốc mà nó uh, giúp ích cho chúng ta Đấy. điều trị được thì càng tốt Đây là cái điều mà em mong muốn là các bác có thể chia sẻ với nhau uh, sau cái video này để tìm hiểu về cái cây xuyên tâm liên Đấy. một cái vị thuốc quý của dân tộc việt nam chúng ta Đấy. đã bị lãng quên một thời gian và bây giờ mới được phục hồi Vâng, nếu như thấy video của em mà có cái uh, cái giúp ích tốt cho mọi người thì các bác hãy nhấn nút like, nhấn nút chia sẻ đến mọi người. Để mọi người biết thêm về một cái loại cây thuốc điều trị COVID-19 rất hay của dân tộc Việt Nam chúng ta. Vâng, xin chào và hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo.